vị đang xem chương trình Thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra ở tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 381 người thiệt mạng, hơn 1.800 người bị thương. Trận động đất xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều thứ Bảy vừa qua tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Tâm chấn được ghi nhận ở độ sâu 12 km dưới lòng đất. Theo báo cáo từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, CNC, trận động đất làm ít nhất 367 người chết cùng hàng nghìn người bị thương. Tôi đang ở căn hộ trên tầng 5 thì cảm thấy rung lắc dữ dội, đồ đạc trong nhà liên tiếp rơi khỏi kệ. Xinhua dẫn lời người dân tại Chiêu Thông cho hay, một số địa phương khác như Côn Minh, Trùng Khánh, Lạc Sơn, Thành Đô cũng cảm nhận được cơn địa chấn. Hầu hết mọi người đều vội vã rời các tòa nhà và đổ xuống đường. Điện đã bị cắt, dịch vụ viễn thông cũng gián đoạn ở nhiều nơi. Động đất làm nứt vỡ nhiều nhà cửa và công trình công cộng, quá nhiều tòa nhà bị phá hủy. Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin về số người chết và bị thương, một quan chức địa phương nói. Cảnh sát và quân đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ tán và cứu nạn. Nhà chức trách gửi 2.000 liều bạt, 3.000 giường gấp, chăn, áo ấm đến khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận các nạn nhân ở những thị trấn xa xôi ngay trong đêm. Hình ảnh trên trang xã hội Weibo cho thấy, nhân viên cứu hộ rất vất vả tìm kiếm dưới đống đổ nát của các tòa nhà đã bị san phẳng. Nơi trận động đất xảy ra là khu vực miền núi, chủ yếu canh tác nông nghiệp và là nơi rất hay xảy ra động đất. Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc và các chi nhánh Hội Chữ Thập Đỏ Hồng Kông, Macau và tỉnh lân cận Tứ Xuyên đã gửi hàng cứu trợ. Năm 1974, một trận động đất xảy ra trên cùng khu vực đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người. Tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, giáp Vân Nam, làm chết hàng chục nghìn người và san phẳng một vùng rộng lớn. Giới chức Trung Quốc cho biết, trận mưa bão lớn đã gây ra lũ lụt tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, khiến 2 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, gây thiệt hại nặng về kinh tế. Tại thành phố Nhã An, chính quyền địa phương cho biết mưa lớn bắt đầu từ sáng thứ Ba, gây lụt lội ở 3 vùng ngoại ô, ảnh hưởng tới đời sống của 16.900 người dân. Thời tiết xấu còn gây thiệt hại về kinh tế tới 125 triệu đô la, khoảng 768 triệu nhân dân tệ. Nhằm bảo toàn tính mạng cho người dân, cơ quan chức năng đã sơ tán hơn 5.200 cư dân và khách du lịch ra khỏi những nơi bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong khi đó, lũ lụt còn gây sạt lở đất tại một làng ở thành phố Bắc Xuyên, cắt đứt thông tin liên lạc cũng như cản trở giao thông tại một số tuyến đường tại các vùng ngoại ô thành phố này. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, gần 42.000 người dân tại đây bị ảnh hưởng. Nhà chức trách địa phương đã sơ tán 2.019 cư dân nhằm đề phòng các sự cố có thể xảy ra. Lo ngại trước mức độ nghiêm trọng của mưa lũ, Ban Quản lý Sân bay Quốc tế Song Lưu đã phải hủy hơn 23 chuyến bay khứ hồi, ảnh hưởng đến 4.000 hành khách. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Tứ Xuyên đã nâng tình trạng mưa bão từ báo động màu da cam lên mức cao nhất, màu đỏ, và dự báo sẽ có mưa rất lớn kèm theo sấm sét tại các thành phố Thành Đô, Nhã An và Đức Dương. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết một chiếc cầu bắc qua sông Bản Giang ở thành phố Giang Du thuộc tỉnh này đã sập, khiến nhiều phương tiện và người đi bộ đang lưu thông trên cầu rơi xuống sông. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút theo giờ địa phương, thời điểm nhiều người và phương tiện trên cầu, do đó lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chính xác số người bị nạn. Đến chiều cùng ngày, mới cứu được 3 người. Giới chức địa phương đã khẩn cấp điều động 55 lính cứu hộ, cùng 6 đội tàu thuyền để tìm kiếm những người bị nạn trong phạm vi 10 km dọc sông trên. Theo điều tra ban đầu, lưu lượng dòng chảy nước lũ đạt 25.000 mét khối là nguyên nhân có thể khiến cầu sập, với chiều dài 200 mét và rộng 6 mét. Cây cầu được xây dựng vào năm 1967, được tu sửa sau trận động đất 8.0 độ Richter xảy ra tại thành phố Vân Xuyên vào năm 2008. Kính thưa quý vị, ở miền Nam Trung Quốc vào ngày hôm nay, sau một trận lở đất khủng khiếp nhấn chìm cộng đồng những người đào vàng, thì có ít nhất 25 người thiệt mạng và 100 người bị mất tích. Lở đất xảy ra ở khu vực đồi núi hẻo lánh gần thị trấn Nhai Tự, thành phố Nhũ Sơn, tỉnh Sơn Đông. Quân đội đã cử một nhóm binh sĩ tới hiện trường vụ lở đất để đào bới các ngôi nhà bị vùi lấp, đưa thi thể những người thiệt mạng ra ngoài. Nhai Tự và thị trấn lân cận Nhai Sơn thu hút hàng ngàn người tới tìm kiếm vàng trong những năm qua, và các hoạt động đào vàng hầu hết là bất hợp pháp tại đây đã gây ra hàng loạt vụ tai nạn chết người. Có 25 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong vòng 5 giờ sau khi xảy ra vụ việc, nhưng chính quyền địa phương nơi đây cho biết khoảng 100 người khác hiện vẫn mất tích. Chu Nãi Tường, tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông cho biết, ước tính số dân ở ngôi làng bị lở đất chôn vùi vào khoảng từ 700 đến 800 người, trong đó có thị trấn Nhai Tự. Trước đó, công nhân mỏ đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất. Năm 2009, một trận lở đất khác cũng xảy ra ở gần cộng đồng dân đào vàng này và cũng gây thương vong lớn. Chúng tôi đã yêu cầu họ rời khỏi khu vực hồi tháng trước và nhiều người đã rời đi. Ông Chu cho biết trên đài truyền hình CCTV, thưa quý vị, lũ lụt đang bùng phát ở Trung Quốc. Cảnh báo lũ lụt cho sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà đã được ban hành. Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử đã qua đập Tam Hiệp vào tuần trước. Theo dự đoán, một đợt lũ mới có thể hình thành vào ngày hôm nay và sẽ sớm tràn vào đập Tam Hiệp. Thượng nguồn sông Hoàng Hà phát động cảnh báo ứng phó khẩn cấp cấp 4 phòng chống thiên tai lũ lụt, hạn hán. Sông Hoài Hà cũng bùng phát lũ. Sáng qua, sông Hoài Hà phát tín hiệu cảnh báo lũ đỏ. Một con đê bị nổ tung để xả lũ ở huyện Tuyển Giao, An Huy, Trung Quốc. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, mưa xối xả ở Trung Quốc vẫn tiếp tục. Ngay từ đầu tháng trước đã có mưa lớn ở phía Tây Nam, vành đai mưa kéo dài ra toàn bộ lưu vực sông Dương Tử. Mưa xối xả đã kéo dài khoảng 40 ngày. Khi vành đai di chuyển về phía Bắc, cảnh báo lũ lụt đã được ban hành cho sông Hoàng Hà. Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, hay còn gọi là Ủy ban sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo sớm vào tối ngày hôm qua, thông báo rằng sông Hoàng Hà sẽ trải qua số 3 khi nước lũ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mực nước các hồ chứa Long Dương Hạ và Lưu Gia Hạ đang tiến gần đến mực nước giới hạn lũ. Theo dự đoán của Ủy ban Hoàng Hà, cuộc lũ lụt trên lưu vực sông Hoàng Hà sẽ lan đến các tỉnh thuộc khu vực Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ và Nội Mông. Do đó, ngay cả các lực lượng của quân đội là Trung Quốc ở phía Tây và phía Bắc của sông Hoàng Hà đều sẵn sàng hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và chuẩn bị cứu trợ thiên tai. Nối liền sông Dương Tử và sông Hoàng Hà là vùng nước của sông Hoài Hà. Sông Hoài Hà được mệnh danh là con sông khó quản lý nhất Trung Quốc. Cảnh báo lũ màu đỏ đã được đưa ra vào sáng ngày hôm qua, trong đó, đập Vương Gia Bá giúp chuyển hướng đối với tình hình lũ của sông Hoài Hà là đợt lũ đầu tiên trong 13 năm qua. Sau đó các cửa cống lại được mở để tích lũ. Hai bên bờ sông Hoài Hà đã có mưa lớn hơn một tháng. Lượng mưa tháng trước đã phá kỷ lục lịch sử so với cùng kỳ. Tháng này mưa lớn hơn. Hôm qua, sông Hoài Hà đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng số 1. Sau đó mức độ ứng phó khẩn cấp phòng chống thiên tai đã được nâng lên nhiều lần. Tính đến 6 giờ 36 phút tối hôm qua, mực nước của Vương Gia Bá đã tăng lên 29,96 m, vượt quá mực nước đảm bảo 0,66 m, nhanh chóng nâng cảnh báo lũ đỏ, nâng cấp khẩn cấp phòng chống thiên tai lũ lụt, hạn hán lên cấp độ 1. Vào lúc 8 giờ 32 phút tối qua, sau 13 năm Vương Gia Bá một lần nữa mở cửa xả lũ, đặt ra những thách thức nghiêm trọng hơn đối với dòng sông Hoài Hà vốn đã căng thẳng. Trung Quốc đang trải qua lũ lụt do mưa xối xả. Hôm thứ Hai, một trận lũ quét ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc đã khiến 27 người thiệt mạng và hơn 30 người mất tích, 9 ngôi làng bị ngập lụt và hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Phóng viên CCTV sáng nay đã đưa tin về những người lính cứu hỏa và người dân địa phương đang dọn dẹp đống đổ nát sau trận lụt. Lũ quét ập vào những ngọn núi ở huyện Đại Đồng, đã cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của chúng. Đoạn video cho thấy các mái nhà bị tốc mái, cây đổ trên mặt đất và các phương tiện bị hư hỏng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết, bầu trời chớp giật, sấm sét ầm ầm trong 20 phút, sau đó là trận mưa như trút nước, mưa làm ngập đường phố và cánh đồng. Nông dân cho biết, cừu cũng bị lũ cuốn trôi. Internet và điện thoại bị cắt và 9.835 người ở 9 ngôi làng bị mắc kẹt trong vùng lũ. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo khẩn cấp 3 cấp về thiên tai. Sấm sét và mưa lớn thường xảy ra vào thời điểm này trong năm, nhưng năm nay, giống như các quốc gia khác, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự tàn phá của thời tiết khắc nghiệt. Hôm thứ Ba, mực nước sông ở Bành Châu, Tứ Xuyên đột ngột dâng cao khiến 17 người thiệt mạng. Các tỉnh miền Tây nắng nóng kỷ lục. Một số khu vực ở miền Trung và Tây Nam Trung Quốc đã chứng kiến nhiệt độ vượt mốc 42 độ kể từ đầu tháng. Và tại các thành phố lớn, điều hòa đang hoạt động hết công suất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, nhiệt độ cao và hạn hán đã gây áp lực lên nguồn cung cấp điện của Tứ Xuyên, với mức tiêu thụ tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng những cơn mưa xối xả đã không bù đắp được sự cạn kiệt nguồn nước ở lưu vực sông Dương Tử, vốn đã xuống mức thấp nhất trong vòng 150 năm qua, làm lộ ra những di tích đã bị nhấn chìm dưới lòng sông 600 năm trước. Ở thượng nguồn sông Dương Tử, dòng chảy của đập Cát Châu đang giảm dần. Tứ Xuyên, nơi phụ thuộc vào 80% điện năng của thủy điện, đã thông báo hôm thứ Ba rằng tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến các thành phố và khu công nghiệp trong tỉnh. Theo một video được người dùng Internet phát sóng, kế hoạch cắt giảm điện hiện được giới hạn trong 6 ngày và nhằm mục đích để lại mức tiêu thụ điện cho người dân. Nhưng việc cắt giảm đã khiến một số công trường xây dựng và trung tâm mua sắm cắt một phần ánh sáng và điều hòa nhiệt độ. Trong tuần qua, mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc, bao gồm Phúc Kiến và Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất, mưa nhiều nơi thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Vào hôm thứ Tư, Thiểm Quan, Thanh Viễn, Triệu Khánh, Hà Nguyên và các thành phố khác đã trải qua mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Mưa xối xả khiến mực nước nhiều sông dâng nhanh, tối đa lên gần 5 mét. Hơn 10.000 cư dân thành phố Thanh Viễn buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm, nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân thành phố Thiểu Quan cho biết, mưa lớn hơn hôm qua, trời mưa từ 4 giờ và vẫn chưa tạnh. Một cư dân của thành phố Thanh Viễn cho biết, trời mưa vào khoảng 7 giờ và học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng này năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước, nhưng kể từ tháng này, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 210.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 33 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Khu vực Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc đã hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt và lũ lụt trong những ngày gần đây, giết chết ít nhất 15 người và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Đồng thời, lũ lụt đã phá hủy cơ sở hạ tầng cung cấp điện và thông tin liên lạc ở nhiều khu vực. Lũ lụt xảy ra vào thời điểm nắng nóng ở một số tỉnh, bao gồm Tứ Xuyên và Chiết Giang, khiến nhiều người chết vì sốc nhiệt. Hơn 70 trạm thời tiết trên khắp Trung Quốc đã báo cáo nhiệt độ cao kỷ lục vào tuần trước. Các nhà máy đã được yêu cầu hạn chế tiêu thụ điện trong thời gian cao điểm để đảm bảo có đủ điện cho người dân giải nhiệt. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, trận mưa lên tới 21 cm đã rơi vào hôm thứ Bảy tại biên giới giữa các tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc, gây ra lũ lụt và lở đất, khiến 15 người thiệt mạng và ít nhất 12 người khác mất tích. Điện bị cắt, đường dây điện thoại bị cuốn trôi và hơn 40.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại thành phố Long Nam của Cam Túc, lượng mưa đạt 198,9 cm trong một ngày rưỡi, gần gấp đôi mức trung bình trong cả tháng 7. Lũ lụt đã giết chết 12 người và buộc 3.000 người phải sơ tán. Ngoài ra, do cái nóng oi bức, nguồn cung cấp điện của các doanh nghiệp dệt may và hóa chất ở Chiết Giang bị hạn chế trong thời gian tiêu thụ điện cao điểm để đảm bảo có đủ điện cho nhu cầu làm mát khu dân cư. Các hạn chế về điện đã buộc các công ty này phải cắt giảm sản lượng công nghiệp tới 17%. Nhà máy Foxconn ở Thành Đô cũng bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về nguồn điện. Tuy nhiên, tác động của việc cắt điện lần này nhỏ hơn nhiều so với sự sụt giảm sản lượng điện mạnh do tình trạng thiếu than trầm trọng vào mùa thu năm ngoái. Lũ lụt trên khắp đất nước làm tăng thêm thiệt hại cho nền kinh tế do các biện pháp zeroing hà khắc của chính quyền, chẳng hạn như hạn chế đi lại và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Theo Reuters, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết, bất chấp mưa, gió, mùa hỗn hợp, đợt nắng nóng dự kiến sẽ đổ bộ vào các khu vực rộng lớn của đất nước trong tuần này và sẽ kéo dài đến cuối tháng. Miền Nam Trung Quốc bao gồm Giang Tây, Chiết Giang và Phúc Kiến được dự báo sẽ đạt 39 đến 42 độ sau ngày hôm nay, mặc dù nhiệt độ cao ở Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Quý Châu và Giang Tây đã giảm bớt vào cuối tuần này. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực khác dự kiến vẫn trên 37 độ C. Đài thời tiết cho biết đợt nắng nóng kinh hoàng sẽ kéo dài từ ngày hôm nay đến ngày 24, từ 30 ngày nắng nóng gay gắt thông thường đến khoảng 40 ngày. Cái gọi là 3 vôn thường đề cập đến 3 thời kỳ, mỗi chu kỳ khoảng 10 ngày. Chỉ khi nhiệt độ và độ ẩm đạt đến đỉnh điểm. Nhưng giai đoạn thứ hai của năm nay, EFU dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày, từ ngày 26 tháng này đến 14 tháng sau. Hai tuần trở lại đây, Trung Quốc xảy ra nắng nóng với nhiệt độ trung bình khoảng 35 độ C, gây biến dạng đường nhựa, bệnh nhân say nắng trong bệnh viện tăng cao và làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi của cư dân mạng trên mạng xã hội. Thưa quý vị, tin tức từ tờ báo của chúng tôi cho biết, việc kiểm soát lũ trên sông Hàn hiện đã trở thành một trận chiến quan trọng để kiểm soát lũ lụt. Hôm qua, sau khi kết thúc hội nghị truyền hình khẩn cấp phòng chống lũ sông Hàn trên toàn tỉnh, thành phố chúng ta đã triển khai việc chống lũ sông Hàn để đối mặt với trận lũ sông Hàn hơn 20 năm sắp xảy ra trong những ngày tới. Theo báo cáo, tuyến kè chính sông Hàn của thành phố tuy đã được gia cố nhưng có nhiều khúc cua. Của đoạn sông dài 50 km có 22 khúc cua, 37 đoạn nguy hiểm. Đê các sông nhánh nhìn chung rất yếu, khó có thể chịu nổi áp lực lớn của nước lũ. Ông Sunja, phó thị trưởng kiêm phó chỉ huy điều hành Ban chỉ huy phòng thủ thành phố nhấn mạnh, Ban chỉ huy phòng thủ thành phố, quận và các đơn vị thành viên phải lấy việc chống đỉnh lũ sông Hàn làm ưu tiên hàng đầu trong công tác chống lũ hiện nay. Bảo vệ một tấc đê là để đảm bảo an toàn cho đê và tính mạng, tài sản của nhân dân. Vào lúc 8 giờ sáng hôm qua, mực nước tại ga Singu trên sông Hàn đã đạt 29,63 m, cao hơn mức cảnh báo 0,13 m. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp trên mức cảnh báo. Do lượng mưa ở thượng nguồn sông Hàn tiếp tục tăng, lưu lượng xả của hồ chứa Đan Giang khẩu tăng lên, áp lực kiểm soát lũ trên sông Hàn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Trong tuần qua, lưu lượng xả lũ của sông Đan Giang đã tăng lên 6.610 m3 mỗi giây. Tình hình kiểm soát lũ của sông Hàn hiện nay là vô cùng nghiêm trọng, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa ở thượng nguồn và việc xả nước của hồ chứa Đan Giang khẩu, nước sông Hàn dâng lên rất nhanh. Dự báo mới nhất từ Cục Thủy văn sông Dương Tử, vào ngày 17, mực nước tại trạm Sigu là 30,3m, chỉ cách mực nước đảm bảo 0,29m. Đồng thời, do mực nước sông Dương Tử dâng cao, sông Hàn sẽ tiếp tục duy trì mực nước cao. Vào tối ngày 15, đỉnh lũ của sông chính sông Hàn đã hình thành. Bởi lượng mưa lớn trong những ngày gần đây đã đi qua Thiểm Tây một cách thuận lợi. Kể từ ngày 12, miền Nam Thiểm Tây lại xuất hiện một trận mưa lớn và kéo dài khác. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng chính và các nhánh của sông Hàn nhìn chung đã dâng cao. Đến 15 giờ ngày 13, lũ lên 3.460 m3 trên giây, vượt lưu lượng đảm bảo, hình thành đỉnh lũ trên dòng chính sông Hàn. Vào lúc 23 giờ ngày 13, một trận lũ 6.610 m3 mỗi giây đã xảy ra tại hồ Han Giang, San Chiang và dòng chảy gần với dòng chảy cảnh báo. Sau đó, dòng chảy lũ đi vào lãnh thổ của An Khang và sau khi đi qua phụ lưu của An Khang khoảng một thời gian, nó đã đi qua ga An Khang vào lúc 21 giờ ngày 14 với tốc độ dòng chảy là 11.200 m3 mỗi giây. Vào lúc 5 giờ ngày 15 tại trạm Behi của sông Hán Giang đã xảy ra một trận lũ 17.000 m3 mỗi giây. Đỉnh lũ của sông Hán Giang đi qua tỉnh Thiểm Tây và vào hạ lưu tỉnh Hồ Bắc và nó phát triển ở tỉnh Thiểm Tây trong khoảng thời gian là 38 giờ. Theo tin tức từ chính quyền tỉnh Thiểm Tây vào tối ngày 15, tính đến 12 giờ ngày 15, hai trận lũ lớn kéo dài do mưa lớn kể từ ngày 14 tháng trước đã khiến 111 người ở tỉnh Thiểm Tây thiệt mạng và 167 người đang mất tích. Từ ngày 14 tháng trước đến ngày 19 tháng này, mưa lớn liên tục ở miền Nam Thiểm Tây đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi, lở đất và lở đá, gây ra thảm họa trên diện rộng ở ba thành phố An Khang, Han Trung và Sang Lu. Từ ngày 12 đến ngày 14, một đợt mưa lớn và kéo dài khác đã xảy ra ở Thiểm Tây và tình hình thiên tai trong tỉnh tiếp tục mở rộng. Tính đến 12 giờ ngày 15, tổng cộng 4,25 triệu người ở 58 quận huyện ở 9 thành phố thuộc tỉnh Thiểm Tây, An Khang, Han Jong, San Luo, Weiman, San Yang, Baoji, Tongchuan, Xi'an và An Yan bị ảnh hưởng bởi thảm họa và 703.000 người đã được di rời và tái định cư khẩn cấp. Có 111 người chết do thiên tai trong tỉnh, trong đó có 63 người ở An Khang, 18 người ở Sang Lu, 17 người ở Han Jong, 13 người ở Weinan. Có 167 người mất tích do thiên tai, trong đó 119 người ở An Khang, 32 người ở San Lu, 7 người ở Weinan, 6 người ở Han Jong và 3 người ở Baoji. Có 2.851 người bị thương và bị ốm do thiên tai, trong đó 2.824 người ở An Khang, 22 người ở San Lu, 4 người ở Weinan và 1 người ở Han Jong. Phóng viên được biết từ Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam rằng từ 8 giờ ngày 19, thành phố Hoài Hóa gặp mưa lớn và 79 thị trấn ở Chenxi, Supu, Mai Giang và các quận khác trong vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Hoài Hóa, Hồ Nam ngập lụt, nhiều ban ngành phối hợp cứu trợ thiên tai. Tại huyện Chenxi, thành phố Hoài Hóa, theo thống kê của Đài khí tượng địa phương, từ 0 giờ đến 14 giờ ngày 19, toàn huyện Chenxi xảy ra mưa to đến rất to, mưa to cục bộ ở một số khu vực. Tính đến 14 giờ ngày 19, có 3 thị trấn có lượng mưa trong 12 giờ lớn hơn 250 mm, 7 thị trấn có lượng mưa 150 đến 220 mm và 9 thị trấn có lượng mưa 100 đến 150 mm. Từ 13 giờ ngày 19, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của huyện Chenxi đã nâng ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Tại quận Supu, thành phố Hoài Hóa, trận mưa xối xả liên tục từ tối 18 đến ngày 19 đã khiến nhiều nơi ở Supu bị ngập lụt, một lượng lớn cây giống như cây cam trong vườn bị ngập úng, đường xá bị sạt lở. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 19, hạt Supu đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Sau khi thảm họa xảy ra, chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng đã nhanh chóng tổ chức nhân sự tham gia cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, tập trung vào công tác phòng chống lũ lụt trên núi và thiên tai địa chất, bảo vệ các ao nuôi hồ chứa và phòng chống lũ lụt ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi sông vừa và nhỏ, cũng như ngập úng đô thị và chuyển giao nhân sự để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tính đến 8 giờ ngày 19, Hoài Hóa có 77.913 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 23.943 người được chuyển đi nơi tránh khẩn cấp và 8.518 người được tái định cư khẩn cấp. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 7.120,3 ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 109 triệu nhân dân tệ. Đài quan sát khí tượng Hoài Hóa dự báo ngày 20 ở Hoài Hóa vẫn có mưa lớn, cần tăng cường các biện pháp đề phòng. Quý vị thân mến, vụ lở đất khiến hoạt động của tuyến đường sắt Thượng Hải - Côn Minh bị chặn và bộ phận đường sắt phải sửa chữa khẩn cấp. Bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả vào ngày 19, một vụ lở đất xảy ra giữa các ga Chenxi và Dianjiangku trên đoạn Hoài Hóa của tuyến đường sắt Thượng Hải - Côn Minh. Một phần đất và đá tràn vào đường ray, chôn vùi khoảng 30 mét của tuyến đường. Vụ tai nạn không gây thương vong. Sau vụ tai nạn sạt lở đất, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu và các ban ngành liên quan của thành phố Hoài Hóa đã nhanh chóng tổ chức nhân sự và thiết bị khẩn cấp đến hiện trường để cứu hộ khẩn cấp. Tính đến 4 giờ chiều ngày 20, công việc sửa chữa khẩn cấp vẫn đang được tiến hành. Bị ảnh hưởng bởi một vụ tai nạn do lở đất đá, một số chuyến tàu trên tuyến đường sắt Thượng Hải - Côn Minh đã ngừng chạy và hành khách bị mắc kẹt tại nhà ga. Để làm tốt công tác trung chuyển hành khách, các đơn vị ga và tàu liên quan của Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã thành lập tổ công tác trung chuyển kịp thời để mở ra một kênh trung chuyển đặc biệt. Tính đến 11 giờ đêm ngày 19, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã chuyển hơn 23.000 hành khách qua tuyến đường sắt cao tốc. Trong những ngày tới, căn cứ vào tình hình của những hành khách bị mắc kẹt, các chuyến tàu cao tốc bổ sung sẽ được mở lại đúng hạn để trung chuyển các hành khách bị mắc kẹt. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều ngày gần đây, vào khoảng 10 giờ ngày 19, một vụ lở đất khác cũng đã xảy ra trên một ngọn núi trên đường Tây Xuyên Nam, thị trấn Bành Gia Trại, thành phố Tây Ninh, Thanh Hải, khiến 10 ngôi nhà bên dưới núi bị sập. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã ngay lập tức tổ chức lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ của công an, y tế và các ngành chức năng khẩn trương đến hiện trường ứng cứu. Nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm giải cứu tại hiện trường và phát hiện ra một người đang bị mắc kẹt. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, người bị mắc kẹt đã được giải cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Hiện sức khỏe đã ổn định. Vào chiều ngày 19, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã liên tục kiểm tra hiện trường và không tìm thấy người nào khác bị mắc kẹt hoặc thương vong. Lũ bùn, lũ quét ở Bắc Xuyên, Tứ Xuyên, động đất ở khắp Hoa Liên. Kính thưa quý vị và các bạn, cũng tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa lớn đã xảy ra ở phía tây huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Mực nước dâng cao, lũ trộn với phù sa đã làm lòng sông dâng cao và làm ngập nhà dân, khiến 6 người chết và 12 người mất tích. Một trận lở đất đã nổ ra ở thành phố Yayan. Mưa lũ cuốn trôi nhà cửa, lũ bùn, đất, cát sỏi, rác trôi nổi, lẫn phù sa bồi lấp dòng sông, khiến nước sông dâng cao tại huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Lượng mưa lớn khiến mực nước tăng vọt. Giám đốc Trung tâm Công khai thuộc Sở Thông tin huyện ủy Bắc Xuyên cho biết, chúng tôi đã di chuyển được 380 người đến nơi an toàn, còn 100 người vẫn đang ở trên mái nhà của họ. Hiện tại, lũ đã rút nên tương đối an toàn. Ngoài ra, sông Hoàng Hà ở Thiểm Tây, phụ lưu lớn nhất của sông Ngụy, đã hứng chịu trận lụt đầu tiên trong năm nay. Do nhiệt độ thay đổi đột ngột, chiều qua, một số nơi ở Thượng Hải có mưa lớn. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã phát thông báo cảnh báo sét màu vàng. Vào ngày nhận thông báo cảnh báo sét tại Đông Quan, Quảng Đông, nóng đến mức tấm xi măng vỡ tung và cong lên gần 40 cm. Hoàng Kinh Đa, Phó Giám đốc chi nhánh Simpai thuộc Cục Quản lý Đô thị Đông Quan cho biết có một số hố bị sạt lở ở đây, mặt đường bị hư hỏng do khí nóng trong hố móng không thể thải ra ngoài và khí sẽ bốc lên. Nhân viên bắt đầu dọn dẹp, lát lại mưa lớn ập xuống khiến cư dân lo lắng. Sông Tùng Hoa ở Đông Bắc Trung Quốc lại hứng chịu trận lũ lụt dữ dội tiếp theo trong năm nay. Theo Tân Hoa Xã, mực nước sông Tùng Hoa, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc vượt mức cảnh báo khiến chính quyền địa phương phải cấm đi lại trên tuyến đường thủy này. Mực nước tại trạm thủy văn Cáp Nhĩ Tân ở thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang vào sáng nay đã tăng lên 1.194m, cao hơn 1,1m so với mức cảnh báo. Công viên Kunli Bun ở Cáp Nhĩ Tân buộc phải đóng cửa. Các biển báo nguy hiểm lũ lụt được đặt ở cổng. Bảo vệ cấm tất cả các phương tiện và nhân viên đi vào. Dọc theo bờ sông của công viên, một số đèn đường, ghế ngồi và các thiết bị khác đã bị nhấn chìm. Cơ quan quản lý an toàn hàng hải Cáp Nhĩ Tân ban hành lệnh kiểm soát giao thông đường thủy trên sông, đình chỉ mọi hoạt động khai thác giao thông đường thủy. Sông Tùng Hoa là phụ lưu lớn nhất của sông Hắc Long Giang, chảy qua biên giới của Trung Quốc vào Nga, nơi đó được gọi là sông Amur. Sông Tùng Hoa chứng kiến trận lũ thứ 3 trong năm ở thượng nguồn sau nhiều ngày mưa liên tục, khiến nước sông dâng cao. Trung tâm Thủy văn và Ủy ban Thủy lợi tỉnh Hắc Long Giang ban hành cảnh báo màu vàng về lũ lụt có thể xảy ra tại đoạn Cáp Nhĩ Tân của sông Tùng Hoa. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo lũ lụt 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho mức độ nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Động đất ở Nghi Lan. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biển thuộc huyện Nghi Lan, Đài Loan. và người ta có thể cảm nhận rõ ràng trận động đất ở nhiều nơi dọc bờ biển Phúc Kiến. Dịch vụ tin tức Trung Quốc tại Phúc Châu ngày mùng 10 cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biển của huyện Nhi Lan, Đài Loan vào tối ngày mùng 10. Và nhiều trận động đất đã được cảm nhận ở Phúc Châu, Tuyển Châu, Ninh Đức và các nơi khác vùng duyên hải Phúc Kiến. Theo đo đạc chính thức của mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 21h19 ngày 10, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Nghi Lan, Đài Loan, tâm chấn ở 24,74 độ Vĩ Bắc, 121,99 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 80 km. Sau trận động đất, người dân ở Phúc Châu, Ninh Đức và các khu vực ven biển khác báo cáo rằng họ cảm thấy sốc và họ đã đăng nhập vào Internet để lại tin nhắn. Thông tấn xã Trung Quốc tại Phúc Châu ngày 15 cho biết một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter khác xảy ra gần huyện Hoa Liên, Đài Loan vào lúc 19 giờ ngày 15 và nhiều nơi dọc theo bờ biển Phúc Kiến cảm nhận rõ ràng chấn động. Theo đo lường chính thức của mạng lưới địa chấn Trung Quốc vào lúc 19 giờ ngày 15 tại huyện Hoa Liên, Đài Loan, tâm chấn ở 23,95 độ Vĩ Bắc, 121,49 độ Kinh Đông đã xảy ra một trận động đất có cường độ 5,4 độ Richter, độ sâu tâm chấn là 10 km. Trong một ngôi nhà trong tòa nhà cao tầng ở quận Gulu, thành phố Phúc Châu, một phóng viên của thông tấn xã Trung Quốc cảm thấy bàn ghế rung chuyển vài lần. Theo thông tin của dịch vụ động đất Phúc Kiến, phóng viên ở cách tâm trấn 328 km và tác động là khoảng 2 độ. Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter vừa xảy ra ở Đài Loan, đồng thời Tuyền Châu, Hạ Môn, Trương Châu cảm nhận rõ ràng trận động đất. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định, vào lúc 17h46 ngày 14, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Đài Đông, Đài Loan, vị trí 22,82 độ Vĩ Bắc, 121,75 độ Kinh Đông, có độ sâu tiêu cự là 9 km, tâm trấn ở ngoài khơi, cách đảo Đài Loan gần nhất khoảng 47 km. Ngày 18, theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc đưa tin, vào lúc 13h01 ngày 18, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc với độ sâu tiêu chấn 24 km và trận động đất được cảm nhận mạnh mẽ trên đảo Đài Loan. Cư dân mạng ở Phúc Kiến, Chiết Giang và những nơi khác bày tỏ rằng họ cảm nhận rõ ràng những chấn động và một số người dân bày tỏ rằng nhà của họ rõ ràng đang rung chuyển. Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc với tâm chấn sâu 24 km. Một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter khác đã xảy ra tại khu vực biển thuộc huyện Hoa Liên, Đài Loan và nhiều trận động đất được cảm nhận mạnh dọc bờ biển Phúc Kiến. Theo Weibo chính thức của mạng động đất quốc gia đưa tin, vào ngày 16, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển của huyện Hoa Liên, Đài Loan vào tối hôm đó và nhiều nơi ở Phúc Kiến được nối với Đài Loan bằng một con sông đã cảm nhận được trận động đất. Theo đo đạc chính thức của mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 20h52 ngày 16, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan với tâm chấn ở 24,27 độ Vĩ Bắc, 122,48 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 50 km. Phóng viên cảm thấy sàn nhà trong một tòa nhà dân cư cao tầng ở trung tâm thành phố Phúc Châu rung lắc kéo dài trong vài giây. Ngay lập tức dịch vụ thông tin do Cục Địa chấn tỉnh Phúc Kiến cung cấp cho thấy vị trí của phóng viên nằm cách tâm trấn ở khu vực biển Hoa Liên của Đài Loan 382 km và chấn động khoảng 2 độ. Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter xảy ra ở quận Hoa Liên, Đài Loan và Thượng Hải đã cảm nhận được điều đó. Nhiều người đã chạy xuống cầu thang. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 13h01 ngày 18, một trận động đất có cường độ 6,7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, tâm trấn ở vị trí 24,02 độ Vĩ Bắc, 121,65 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 24 km. Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biển Ia Lan, Đài Loan vào đêm hôm qua, và trận động đất đã được cảm nhận ở thành phố Triều Châu. Vào lúc 19h19 tối qua, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển thuộc huyện Nghi Lan, Đài Loan. Trận động đất đã được cảm nhận tại thành phố Triều Châu, cho đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo về thương vong hay thiệt hại tài sản. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 21h19 ngày 12, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biển thuộc huyện Nghi Lan, Đài Loan với độ sâu tiêu cự 70 km. Bị ảnh hưởng bởi điều này, thành phố cảm thấy trận động đất. Động đất 4,0 độ Richter xảy ra ở vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, các thành phố ven biển Phúc Kiến cảm nhận được động đất. Thông tấn xã Trung Quốc Phúc Châu ngày 17 cho biết một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển của huyện Hoa Liên, Đài Loan vào sáng ngày 17 và các thành phố ven biển như Hạ Môn và Tuyền Châu ở tỉnh Phúc Kiến có thể cảm nhận được rung lắc. Theo đo đạc chính thức của mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 9 giờ 49 phút ngày 17, một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, vị trí ở 24,12 độ Vĩ Bắc, 121,67 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự là 11 km. Sau trận động đất, người dân nhiều nơi ở Hạ Môn và Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến cảm nhận được rung chấn. U Jun, một cư dân ở Tuyền Châu, nói với một phóng viên của thông tấn xã Trung Quốc rằng vì đó là ngày nghỉ cuối tuần, anh cố tình ngủ một giấc và đột nhiên cảm thấy giường rung chuyển kéo dài hơn 10 giây. Một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan và được cảm nhận ở Giang Tô, Chiết Giang và Phúc Kiến. Ngày 19, trận động đất được cảm nhận tại Giang Tô, Chiết Giang và Phúc Kiến, tâm chấn cách thành phố Đài Bắc là 113 km, độ sâu tiêu cự là 24 km. Trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở nhiều nơi. Đây là trận động đất lớn nhất ở Đài Loan trong năm nay. Trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ở huyện Hoa Liên, Đài Loan đã xảy ra 14 lần trong vòng 5 năm qua. ChinaNews.com đưa tin vào lúc 13:01 ngày 18, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển thuộc huyện Hoa Liên, Đài Loan, vị trí tâm chấn ở 24,02 độ Vĩ Bắc, 121,65 độ Kinh Đông và toàn bộ Đài Loan bị rung chuyển rõ rệt. Hoa Liên được mệnh danh là thành phố bên biển, dễ xảy ra động đất hơn. Trong 5 năm qua, Hoa Liên đã trải qua 14 trận động đất từ 6 độ Richter trở lên. Trận động đất ở Hoa Liên của Đài Loan đã ảnh hưởng đến cư dân ở Chiết Giang. Những người cho biết họ có thể cảm nhận được sự rung chuyển của các tòa nhà cao tầng. Theo đo lường chính thức của mạng lưới địa chấn Trung Quốc cho biết, vào lúc 20:02 ngày 20, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra tại huyện Hoa Liên, Đài Loan, vị trí tâm chấn ở 23,5 độ Vĩ Bắc, 121,24 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 20 km. Phóng viên được biết từ Cục Địa chấn Chiết Giang, các khu vực ven biển như Ôn Châu và Tái Châu ở Chiết Giang cũng cảm nhận được rung chấn. Một số tòa nhà cao tầng ở Hàng Châu cũng rung lắc nhẹ, rung lắc chỉ kéo dài vài giây rồi dừng hẳn. Sau khi trận động đất ở Hoa Liên xảy ra tối nay, nhiều người dân đã gọi đến đường dây nóng của chúng tôi và nói rằng các tòa nhà cao tầng mà họ sống cảm thấy rung chuyển. Hiện chúng tôi đã nhận được hàng chục cuộc gọi như vậy. Gian Jong cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra gần huyện Hoa Liên, Đài Loan. Kim Hoa đã cảm nhận được. Bạn có cảm nhận được không? Mạng lưới địa chấn Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 13:08 ngày 18, một trận động đất có cường độ 6,7 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Hoa Liên, Đài Loan, vị trí tâm chấn 24,03 độ Vĩ Bắc, 121,67 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 20 km. Phóng viên được biết từ Mamen và các kênh khác rằng trận động đất có thể cảm nhận rõ ràng ở nhiều nơi ở Chiết Giang. Khi trận động đất xảy ra, những người bạn từ công ty cung cấp điện Đồng Hương cảm thấy tòa nhà văn phòng rung lắc dữ dội. Cô Ly sống ở thành phố mới Tiền Giang, Hàng Châu cảm thấy đèn trên mái rung lắc dữ dội. Mưa chồng mưa, bão chồng bão, lũ chồng lũ tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc, khiến cho thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước lũ, làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc khi hôm qua kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết cơn bão số 13 chưa tan thì cơn bão số 14 tiếp tục ập vào phía Trung Quốc, mang theo một lượng mưa khổng lồ từ trên trời rọi xuống, làm cho tất cả các cung đường ở thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Những ngôi nhà cao tầng từ 6 đến 7 tầng đều bị ngập chìm trong biển nước lũ. Bây giờ đường xá thì biến thành sông, sông thì biến thành biển, người dân thì bị cô lập. Có thể nói rằng tình hình mưa bão phía Trung Quốc đang vô cùng căng thẳng và đây là một điều tồi tệ đen tối đang xảy ra đối với cả phía Bắc Kinh. Nhiều người cho biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để bảo vệ thế giới. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Thái Lan cho biết thì tình hình mưa bão ở Trung Quốc ngày một tồi tệ hơn khi hôm nay là ngày thứ 36, Trung Quốc chưa biết tới ánh sáng của mặt trời. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía Đông cùng phía Nam của phía Trung Quốc, làm cho cuộc sống bị đảo lộn. Điện, đường, trường, trạm thì bị phong tỏa. Tất cả các khu tự trị thì bị ngập chìm trong lũ lụt. Cảnh báo sóng thần động đất xảy ra ở khắp mọi nơi, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng tới siêu đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất của phía Trung Quốc, cũng là siêu đập lớn nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ, siêu đập Tam Hiệp trở thành một trong những tử huyệt chết người của phía chính quyền ông Tập Cận Bình, khi mà bão chồng bão, mưa chồng mưa vẫn tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc đại lục. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, thì lượng mưa đo được tại nhiều tỉnh thành lên tới 500–600mm. Đây là một lượng mưa vô cùng lớn. Theo ước tính, khoảng 1.000 năm nay Trung Quốc mới phải đón nhận những trận mưa bão và lũ lụt tồi tệ như bây giờ. Người ta cho rằng ngày tàn của Trung Quốc đang đến rất gần bởi những tội lỗi mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là không hề nhẹ, giống như việc phía Trung Quốc đã cướp đi Biển Đông và phát tán ra dịch bệnh để bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt bởi những trận mưa to gió lớn. Có một cái thông tin vô cùng buồn cho phía Trung Quốc, khi cơn bão số 13, 14 chưa tan thì nhiều khả năng trong 3 ngày tới Bắc Kinh phải đón nhận thêm một cơn bão số 15. Và đây là một trong những thông tin không vui cho chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới, bởi vì Trung Quốc đang mất đi lòng tin đối với cả cộng đồng trên hành tinh này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi mưa to, gió lớn liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh trong 36 ngày đêm qua. Vậy vì sao Trung Quốc lại gặp nhiều mưa bão đến như vậy, trong khi các nước xung quanh Trung Quốc như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Singapore, Mông Cổ, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản không hề có một cơn bão nào? Thì xin thưa với quý vị rằng, như từ trước chúng tôi đã thông báo, thì do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời ra tay trừng phạt Trung Quốc, cho nên Trung Quốc gặp những điều nhân quả báo ứng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Thảm họa mưa lũ đã cướp đi nhiều sinh mạng ở Trung Quốc, cảnh báo khí hậu đang có những diễn biến cực đoan trên hầu hết các tỉnh thành như Vũ Hán, Vân Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, và đây là một điều vô cùng tồi tệ. Trung Quốc thì nói rằng trận mưa lũ trong những ngày vừa qua đã xuất phát từ nhiều nguyên nhân và lý do, tất cả là do phía chính phủ Bắc Kinh cho xây dựng hàng loạt những con đập chắn ngang qua sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mekong, sông Hồng, để bây giờ Trung Quốc phải gánh chịu một điều vô cùng tồi tệ. Đó chính là do hậu quả xây dựng tràn lan những con đập để chắn dòng nước, làm cho các nước vùng hạ lưu như Thái Lan, Campuchia và Lào gặp vô vàn những khó khăn tại dòng nước sông Mekong. Các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ nhận định từ truyền thông nước ngoài rằng trận mưa lũ lớn ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam, Phúc Kiến, Hồ Bắc ngày hôm qua là do đập của phía Trung Quốc ngăn nước, còn phía Trung Quốc thì vẫn tin rằng họ làm là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng theo các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và chuyên gia xây dựng hàng đầu trên thế giới cho biết, tất cả là do những chính sách sai trái của phía Trung Quốc gây ra. Đó là do xây dựng tràn lan, do chặt phá cây rừng và do thiết kế điện, đường, trường, trạm không được hài hòa. Chính vì vậy mà bây giờ thiên nhiên đang vùi dập Trung Quốc. Các chuyên gia nói có nhiều nguyên nhân gây ra lũ lụt, ví dụ như địa hình ở nhiều tỉnh Phúc Kiến, Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và vùng trũng thấp và nhiều núi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hệ thống thoát nước hiện nay ở Trung Quốc không được thiết kế cho những trận mưa như trút nước nghiệt ngã trong những ngày vừa qua. Giám đốc Viện các vấn đề môi trường ở Bắc Kinh nói rằng việc xây dựng các con đập sẽ có các vấn đề liên quan tới hệ sinh thái của Trung Quốc và làm cho hệ sinh thái này bị biến đổi. Các chuyên gia của phía Trung Quốc cho rằng trận mưa lũ ngàn năm có một xảy ra quá đột ngột nên các hệ thống hồ chứa không kịp phản ứng. Ngoài ra thì các con đập này vừa mới xây xong cho nên nó không có khả năng phòng chống được lũ lụt. Chính vì vậy mà nó đã làm cho một lượng nước ở thượng nguồn bị phá ra và làm cho Trung Quốc đại lục rơi vào cảnh ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao khi mà mưa to gió lớn đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, có một cái thông tin mà hôm nay chúng tôi mới cập nhật từ tờ báo Bắc Kinh cũng liên quan tới Trung Quốc, đó là căng thẳng ở vùng biên giới giữa Tây Tạng và nhiều nước trong khu vực, trong đó có Ấn Độ. Cho nên, chính quyền ông Tập đang lên kế hoạch đầu tư 146 tỷ đô để xây dựng điện, đường, trường, trạm ở Tây Tạng. Được biết, Tây Tạng là một trong những vùng núi cao nhất của phía Trung Quốc, giáp danh với cả Ấn Độ. Nơi đây thường xuyên xảy ra tranh chấp căng thẳng ở vùng biên giới, dẫn đến đụng độ ở giữa quân đội của Bắc Kinh và quân đội của New Delhi. Trung Quốc đang cho kế hoạch xây dựng hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 146 tỷ đô la Mỹ và đầu tư cơ sở hạ tầng ở Tây Tạng, bao gồm các dự án cũ và mới, trong bối cảnh mà căng thẳng biên giới leo thang giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Các nguồn tin cho hay hôm qua, ông Tập Cận Bình đã đích thân lên vùng Tây Tạng để thăm nội chiến ở đây. Ông cho rằng sẽ dốc toàn lực cho quân đội và quốc phòng, đầu tư tới 146 tỷ đô để xây dựng điện, đường, trường, trạm, xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong đó có xây dựng các căn cứ quân sự nhằm khống chế Trung Quốc và khống chế Ấn Độ. Trong cuộc họp cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập đã ca ngợi những thành tựu và khen ngợi các quan chức ở Tây Tạng. Tuy nhiên, ông Tập cũng nói rằng cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa để làm giàu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong khu vực này để chống lại Ấn Độ, bởi trong một vài tuần tới, nhiều khả năng đụng độ sẽ xảy ra. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời ông Tập cho biết rằng một số dự án cơ sở hạ tầng lớn ở các cơ sở công cộng được hoàn thành ở Tây Tạng là một trong những điều vô cùng tuyệt vời, trong đó có tuyến đường sắt dài tới 10.000 km nối từ thành phố Tứ Xuyên tới Tây Tạng. Các nguồn tin cho biết kế hoạch về hạ tầng bao gồm việc hoàn thiện giữa các đường sắt nối Tây Tạng với thành phố Nam Kinh, Bắc Kinh và Quảng Đông, Quảng Tây. Hãng Reuters cho biết Trung Quốc muốn đầu tư nhiều tiền vào Tây Tạng là để cho vùng này bớt căng thẳng với cả Ấn Độ, vì trong vòng 100 năm vừa qua, vùng này liên tục xảy ra đụng độ giữa Ấn Độ, Bắc Kinh. Thưa quý vị, phóng viên của China Metro Chronicle News đưa tin rằng ngày 14, Cục Khí tượng quận Haiyuan của khu tự trị Ninh Hạ Huy đã nhận được báo cáo từ một người cung cấp thông tin thời tiết rằng một vết nứt trên mặt đất đã xảy ra ở làng Xiaonochan, cách quận lỵ 37 km ở thị trấn Kawa, huyện Hải Nguyên. Cục đã nhanh chóng tổ chức nhân viên phục vụ khẩn trương đến hiện trường để điều tra, đồng thời liên lạc và phân tích kịp thời với bộ phận động đất. Theo phân tích sơ bộ của các chuyên gia, làng Xiaonochan nằm trên vùng đứt gãy sau trận động đất Hải Nguyên, khoảng 100 mét dưới lòng đất là bùn lầy. Sau hơn 40 năm thăm dò địa chất, độ cao của làng Xiaonochan đã giảm gần 4 mét. Lần này xuất hiện vết nứt trên mặt đất quy mô lớn do ảnh hưởng của dòng chảy trên núi do lượng mưa lớn hình thành. Một phần nước lũ chảy qua vết nứt ban đầu và chảy xuống lòng đất, dẫn đến mặt đất xuất hiện vết nứt và sụt lún quy mô lớn. Trong quá trình điều tra, nhân viên dịch vụ của Cục Khí tượng huyện Hải Nguyên cũng đã giải thích kiến thức về phòng chống thiên tai khí tượng cho người dân địa phương và đưa ra các đề xuất, ra quyết định cho chính quyền quận. Động đất ở quận Liendian, Khang Kinh. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra ở quận Liendian, Khang Kinh. Tân Hoa Xã Bắc Kinh cho biết vào lúc 23h43 ngày 15 vừa qua theo giờ Bắc Kinh, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Liendian, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, với tâm chấn ở độ sâu 46,9 độ Vĩ Bắc, 125,0 độ Kinh Đông. Tâm chấn nằm cách thành phố Đại Khánh 33 km về phía Bắc, cách huyện Liendian 33 km, cách thành phố Kikiha khoảng 90 km và cách thành phố Cáp Nhĩ Tân khoảng 180 km. Theo thông tin sơ bộ, Đại Khánh, Kikiha, Cáp Nhĩ Tân và những nơi khác cảm nhận có rung chuyển. Một cư dân mạng đã đăng trên Weibo cho biết, vào ngày 15, sau một ngày làm việc rất mệt mỏi, tôi xem TV lúc 10 giờ và sau đó tôi viết blog trên mạng. Hôm qua, tôi rất hạnh phúc vì có gần 600 lượt truy cập mỗi ngày. Ban đầu, tôi muốn đi ngủ lúc 0 giờ 0 phút vì quá mệt mỏi, nhưng đến 23 giờ 43 phút, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình run lên. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là ảo giác của sự mệt mỏi, nhưng sau đó tôi không thấy nữa. Bỗng tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của các tấm thép trong tòa nhà như thể nó sắp gãy. Gia đình tôi sống ở khu dân cư cao tầng nổi tiếng nhất thành phố Đại Khánh, đó là một tòa nhà cấp quốc gia. Sau đó tôi nhận ra đó là động đất. Tôi vội gọi cho bố mẹ, vì lúc đó hầu hết mọi người đều đang ngủ. Khi chúng tôi chạy, hàng xóm không chạy theo chúng tôi mà bấm chuông gọi cửa nhà dân bên cạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy bây giờ trận động đất đầu tiên đã xảy ra đã không còn nữa. Dư chấn tiếp theo chắc chắn sẽ không đến ngay nên tâm lý mọi người rất ổn định, đều đi xuống lầu một cách ổn định và có trật tự. Nói không ngoa rằng hơn 10.000 người đã tập trung lại sau 12 giờ đêm. Tôi dường như không hoảng sợ nhưng tôi bối rối về cường độ của trận động đất, liệu sẽ có dư chấn hay không. Chị Châu tự hào đầu tư hơn 8 tỷ đô la Mỹ xây dựng thành phố bọt biển chống lụt nhưng vẫn bị nhấn chìm trong trận lũ thảm khốc. Mưa lũ ở Trịnh Châu như một cái tát vào dự án thành phố bọt biển và cho thấy con người khó có thể chiến thắng thiên nhiên. Một người Trung Quốc viết trên mạng xã hội Weibo đề cập đến trận lũ lụt nghìn năm có một tàn phá thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này. Ít nhất 33 người chết và 8 người mất tích kể từ khi mưa bão trút xuống thành phố Trịnh Châu và các khu vực lân cận ở tỉnh Hà Nam cuối tuần trước. Mưa lũ đã ảnh hưởng tới hơn 3 triệu người trên khắp tỉnh này, buộc hàng nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, khoảng 188,6 triệu đô la Mỹ. Là một trong những tỉnh đông dân và nghèo nhất Trung Quốc, Hà Nam có hơn 99 triệu dân và nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, công nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh này là một trong những địa phương ủng hộ nhiệt thành ý tưởng thành phố bọt biển được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra trong bài phát biểu. Thành phố bọt biển là khái niệm phát triển đô thị tập trung và sử dụng cơ sở hạ tầng bền vững như không gian xanh và diện tích đất hấp thụ nước. giúp đối phó với mưa lớn, dự trữ nước và tái sử dụng cho mục đích khác. Trung Quốc đã triển khai các chương trình như vậy tại nhiều thành phố trên cả nước. Tại Hà Nam, thủ phủ Trịnh Châu được đầu tư 53,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 8,2 tỷ đô la Mỹ trong một dự án thí điểm kéo dài nhằm biến đô thị hơn 12 triệu dân này thành một thành phố bờ biển. Theo quy hoạch tổng thể, thành phố Trịnh Châu sẽ được quy hoạch 191 kênh thoát nước lũ trong khu đô thị chính, xây dựng và cải tạo công viên bờ biển cũng như tạo vùng đệm sinh thái ở hai bên bờ sông. Kế hoạch ước tính đến năm 2023, diện tích khu vực đô thị chính của Trịnh Châu đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố bờ biển sẽ chiếm 22,5% tổng diện tích của dự án. Trong gần 5 năm qua, Trịnh Châu đã triển khai hàng loạt dự án xây dựng cảnh quan xanh, hệ thống bề mặt thấm hút nước cùng hệ thống tích trữ và tái sử dụng nước mưa. Thống kê cho thấy tổng cộng 5.162 km đường ống thoát nước đã được xây dựng thông qua dự án. Năm ngoái, lượng nước tái sử dụng lên tới 380 triệu tấn, không còn tình trạng phải lội nước trong những ngày mưa và không có nước đọng trên mặt đường. Tôi là người thấy rõ sự thay đổi này, truyền thông địa phương dẫn lời ông Ly, một cư dân của Trịnh Châu nói. Cục Xây dựng Đô thị Trịnh Châu tuyên bố kể từ khi xây dựng thành phố bờ biển đến nay, 125 điểm dễ bị lũ lụt đã được loại bỏ, chiếm 77%. Ngoài ra, Trịnh Châu cũng đã xử lý các vùng nước ô nhiễm, bốc mùi trong khu vực đô thị. Tuy nhiên, trận lụt cuối tuần qua đã làm tê liệt mạng lưới giao thông và gián đoạn nguồn cung điện nước của Trịnh Châu, làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội. Khi nhiều người đặt câu hỏi tại sao thành phố lại bị ngập lụt nghiêm trọng như vậy, dù đã chi rất nhiều để cải thiện cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ. Hê Hồng Quê, một cựu phóng viên, cũng chia sẻ một bài đăng về việc xây dựng thành phố bờ biển ở Hà Nam và đặt câu hỏi tại sao 53,4 tỷ nhân dân tệ lại được đổ vào đây. Mọi người có muốn tôi tìm hiểu không? Nhiều người khác cho rằng trận lũ là một minh chứng cho thấy tham vọng thành phố bờ biển Trung Quốc không hiệu quả như nhiều người vẫn tưởng, thậm chí cho rằng đây chỉ là sự lãng phí tiền của. Tuy nhiên, nhiều người dùng Weibo lại cho rằng cách chỉ trích như vậy là không công bằng bởi Trịnh Châu cuối tuần qua phải hứng chịu lượng mưa lớn bất thường trong thời gian quá ngắn. Theo truyền thông địa phương, dự án thành phố bờ biển của Trịnh Châu có khả năng ứng phó với các sự kiện thời tiết xuất hiện trong vòng 200 năm trở lại đây hoặc lũ lụt nghiêm trọng có xác suất xảy ra là 0,5% trong năm. Trong khi đó, dữ liệu của cơ quan khí tượng Trịnh Châu cho thấy đợt mưa lũ này là 1.000 năm có một, đồng nghĩa xác suất là 0,1%. Quy kết lũ lụt ở Trịnh Châu cho vấn đề xây dựng thành phố bờ biển là một sự hiểu lầm về kiểu thành phố này. China Science Daily dẫn lời giáo sư thủy văn Yu Kiting của Đại học Trịnh Châu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao thành phố bờ biển thất bại trong đợt mưa lũ này? Quen Kian-hu, giám đốc trung tâm nghiên cứu thành phố bờ biển của Đại học Công nghệ Chiết Giang cho rằng đợt mưa lũ ở Hà Nam hiếm gặp và không thể giải quyết chỉ bằng cách xây dựng thành phố bờ biển. Chen nói thêm, dựa trên phân tích kỹ thuật, thành phố bờ biển có thể giải quyết các vấn đề nước mưa từ thấp tới trung bình, trong khi đợt mưa lớn ở Hà Nam vượt quá khả năng xử lý của hệ thống. Cơn mưa ở Trịnh Châu rất hiếm gặp và thảm họa xảy ra không liên quan gì đến việc xây dựng thành phố bờ biển, ông nói. Theo Cục Khí tượng Trịnh Châu, từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, lượng mưa trong 3 ngày ở thành phố này đạt mức 617,1 mm, gần bằng tổng lượng mưa trung bình của cả năm. Lượng mưa hàng giờ và lượng mưa một ngày cũng vượt kỷ lục lịch sử 60 năm kể từ khi Trịnh Châu được thành lập năm 1951. Khi đối mặt với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn như vậy, nhiều chuyên gia cho rằng cần có các biện pháp bổ sung cho thành phố bờ biển như xây dựng hệ thống ngầm sâu hơn để trữ nước khi trời mưa lớn và bơm trở lại nước vào sông hồ trong những khô hạn. Hệ thống thoát nước hoàn thiện hơn cũng là giải pháp cơ bản để tránh ngập úng. Thưa quý vị, Giang Nam và Nam Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt lở đất và sạt lở nghiêm trọng. Gần đây, hầu hết các khu vực phía Nam vẫn có mưa lớn dẫn đến lũ lụt, lở đất và sạt lở núi nghiêm trọng. Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Phòng chống lụt bão và hạn hán quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 1,432 triệu người tại 5 tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quảng Đông và Giang Tây. 42 người chết, 36 người mất tích và hơn 6.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 2,04 tỷ nhân dân tệ. Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Chenxi cho biết tình hình lũ lụt ở miền Nam có 4 đặc điểm chính. Một là lượng mưa lớn, lượng mưa từ 80 đến 150 mm. Thứ hai, quá trình mưa kéo dài và có 14 đợt mưa lớn liên tiếp ở Nam Trung Quốc. Thứ ba, các con sông vừa và nhỏ có lũ lớn và mực nước cao. Sông Mên Giang và sông Hê Giang, các nhánh của sông Hy Giang ở Quảng Tây, thượng nguồn sông Gan Giang ở Quảng Giang Tây và thượng nguồn sông Xin Giang ở Hồ Nam đã ngập vượt quá mực nước cảnh báo. Trong số đó, sông Diêu Long ở tỉnh Phúc Kiến có lũ vượt quá mực nước đảm bảo. Sông Linh Quây, một nhánh của sông Minh Giang và sông Kinh Giao, một nhánh của sông Diêu Long có lũ vượt quá kỷ lục lịch sử. Chen Lei cho biết, Trung ương Đảng và Quốc vụ viện rất coi trọng công tác phòng chống lũ lụt, yêu cầu sắp xếp lại và triển khai lại công tác phòng chống mưa bão, đồng thời nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt công việc phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai. Kể từ ngày 10 tháng 6 đến nay, cơ quan quốc phòng đã 5 lần ra thông báo. Vừa qua, cơ quan này đã 2 lần phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 của cơ quan quốc phòng, đến nay nâng cấp ứng phó lên cấp 3. Gần đây, 6 nhóm công tác đã được cử đến Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Tân Cương và những nơi khác để hỗ trợ các địa phương trong công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai hiện nay. Ngày 14, tại thị trấn Sikhin, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, lũ lụt đã hoành hành và tràn vào nhà dân. Trong 2 ngày qua, mưa lớn đã đổ xuống quận Yanping và lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và lở đất ở nhiều nơi ở Yanping và Suncheon. Theo dự báo khí tượng, những ngày gần đây ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc vẫn có quá trình mưa lớn. Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quốc phòng, các địa phương cần tăng cường lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm, tăng cường tham mưu, ứng phó khẩn cấp kịp thời, tăng cường công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn hồ chứa, thủy điện. Đặc biệt, tăng cường phòng chống lũ ở các hồ chứa, hồ thủy điện đang có biện pháp thi công đảm bảo an toàn trong mùa lũ, tăng cường phòng chống sạt lở núi, sạt lở đất, thiên tai lũ quét và thực hiện các phương án cảnh báo sớm, phòng chống và tăng cường bảo vệ an toàn kè sông trong mùa lũ, quan tâm chống lũ cho các sông vừa và nhỏ, tăng cường điều động khai thác các công trình thủy lợi, tích trữ, chống lũ kịp thời theo dự báo. Đồng thời, phát huy tối đa vai trò của các công trình thủy lợi trong phòng chống lũ, giảm nhẹ thiên tai trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình. Động đất ở thị trấn Donsikun, huyện Yanggao, tỉnh Sơn Tây. Kính thưa quý vị, vào lúc 22:57 ngày 18 tháng 11 đã xảy ra một trận động đất 5,5 độ Richter ở khu vực Sisetian, Sutan, huyện Đại Đồng và thị trấn Đông Seokun, huyện Yanggao, tỉnh Sơn Tây, vị trí ở 39,57 độ Vĩ Bắc, 113,43 độ Kinh Đông. Và một trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra vào lúc 1:01 ngày 19 và một trận động đất 5,6 độ Richter nữa lại xảy ra vào lúc 2:20. Vào lúc 18:29 ngày 19, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Subao, huyện Đại Đồng, tâm trấn ở vị trí 40 độ Vĩ Bắc, 113,46 độ Kinh Đông. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra 4.125 trận động đất, trong đó có 7 trận động đất mạnh từ 5 đến 6 độ Richter, 16 trận động đất mạnh từ 4 đến 4,9 độ Richter và 79 trận động đất mạnh từ 3 đến 3,9 độ Richter. Khu vực tâm chấn cao nhất với cường độ là 8 độ Richter, trận động đất đã làm hư hại các thành phố và quận như Đại Đồng, Dương Cao, Hunan và Quảng Lĩnh ở tỉnh Sơn Tây, Dương Nguyên ở tỉnh Hà Bắc và Phong Trấn ở Nội Mông ở các mức độ khác nhau làm 17 người thiệt mạng. Tâm chấn nằm ở độ 40,2 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông và cường độ tâm chấn cao tới 8 độ Richter. Trận động đất này là trận động đất lớn nhất xảy ra ở miền Bắc Trung Quốc sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, đồng thời cũng là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở vành đai địa chấn Sơn Tây kể từ trận động đất Pinlu năm 1815. Đây cũng là trận động đất thứ tư có cường độ từ 6,0 độ Richter trở lên xảy ra ở lưu vực Đại Đồng kể từ năm 1000 sau Công nguyên. Hoạt động bầy đàn động đất này được đi kèm với ánh sáng trắng và âm thanh. Tính đến ngày hôm nay, số trận động đất lên tới 6.802, kèm theo đó là 4.999 trận động đất có cường độ dưới 1,0 độ Richter, 1.563 trận động đất từ 1,0 đến 1,9 độ Richter, 138 trận động đất từ 2,0 đến 2,9 độ Richter, 78 trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter. Trong đó có 18 trận động đất từ 9 độ Richter, 5 trận động đất từ 5,0 độ đến 5,9 độ Richter và một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter. Khu vực cảm nhận được của trận động đất có đường kính 500 km từ Vịnh Bột Hải ở phía đông, Tế Ninh ở Nội Mông ở phía bắc, Trường Trị ở tỉnh Sơn Tây và An Dương ở Hà Nam ở phía nam, Bắc Kinh và Thiên Tân ở phía đông và Bao Đầu ở Nội Mông ở phía tây. Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây, có rung chuyển mạnh nhất. Tại khu vực có cường độ 8 độ Richter, cuộc điều tra vĩ mô của Bộ Phận Động đất cho thấy tâm chấn vĩ mô của trận động đất này là ở làng Bao, thị trấn Sientian, huyện Đại Đồng và cường độ tâm chấn là 8 độ Richter. Khu vực có cường độ 7 độ với diện tích 47 km vuông gồm Xianbao, Danxinguang, Qiandian, Hungrinden và Jiaoli ở huyện Yanggao là các quận 7 độ Richter. 32% nhà ở bị sập, 41% hư hỏng nặng, 14% hư hỏng vừa và 12% hư hỏng nhẹ, 5% nhà kết cấu gạch gỗ hư hỏng nặng, 6% hư hỏng vừa, 45% hư hỏng nhẹ và 44% về cơ bản còn nguyên vẹn. Các vết nứt trên đập, cống, dẫn nước và ống khói cao. Thông tin chúng tôi nhận được, Trung Quốc đã có thêm những động thái mới đẩy căng thẳng tại eo biển Đài Loan lên cao. Theo đó, Không quân Trung Quốc thông báo tiêm kích tàng hình G20 đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ trên eo biển Đài Loan khi căng thẳng đang gia tăng. Tiêm kích G20, chiến đấu cơ G16, oanh tạc cơ H-6K và máy bay tiếp dầu Y-20 được sản xuất trong nước đã bay trên eo biển Đài Loan, củng cố năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, Thượng tá Thẩm Kim Khoa, phát ngôn viên Không quân Trung Quốc nói trong cuộc họp báo 2 ngày trước. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố thông tin về hoạt động của tiêm kích tàng hình G-20 trên eo biển Đài Loan. Ông Thẩm cho biết, ngoài eo biển Đài Loan, tiêm kích G-20 cũng đang hoạt động trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Tiêm kích thế hệ G-20 được thực hiện nhiệm vụ ở các chiến khu miền Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm, được sử dụng ngày càng nhiều và bay ngày càng xa, ông này nói. Sau khi cất cánh lần đầu năm 2021, tiêm kích G-20 được Trung Quốc coi là biểu tượng cho nỗ lực hiện đại hóa của quân đội nước này. Với G-20, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vận hành tiêm kích tàng hình. Thiết kế của G-20 có nhiều nét tương đồng với tiêm kích F-22 của Mỹ. Trung Quốc đang phát triển biến thể 2 chỗ ngồi của G-20, cho phép tiêm kích thực hiện các nhiệm vụ tác chiến điện tử phức tạp hơn hoặc liên quan đến máy bay không người lái. Ngoài ra, Trung Quốc đang phát triển tiêm kích tàng hình mới dựa trên nguyên mẫu FC-31, có biệt danh là G-35 hoặc JXY. Tiêm kích Trung Quốc không mang định danh với tiền số G nếu như chưa được quân đội biên chế. Trong cuộc họp báo vừa qua, Thượng tá Thẩm cũng ca ngợi vận tải cơ nặng Y-20 từng chở tên lửa phòng không cho Siberia và tham gia viện trợ nhân đạo cho Pakistan, Tunga. Vận tải cơ Y-20 sử dụng động cơ WS-20 do Trung Quốc phát triển thay vì động cơ của Nga. Tiêm kích tàng hình G-20 do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô, đơn vị con của AVIC, phát triển từ những năm 1990. Dây chuyền G-20 thứ tư được lắp đặt năm 2019 và bắt đầu sản xuất hàng loạt một năm sau đó. Mỗi dây chuyền có thể sản xuất mỗi tháng một tiêm kích G-20. G-20 được cho là có khả năng tấn công chính xác và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Quân đội Trung Quốc biên chế G-20 từ năm 2017. Trung Quốc chưa công bố số lượng cụ thể tiêm kích G-20 trong biên chế. Một bài viết trên tạp chí Công nghệ Khoa học Quân khí cho biết khoảng 90 chiếc G-20 đã xuất xưởng, đồng thời nhận định quân đội Trung Quốc sẽ cần khoảng 400 đến 500 tiêm kích loại này. Trước đó, theo như đã đề cập, tiêm kích tàng hình G-20 chỉ thường xuyên bay tuần tra trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trước đó, G-20 được điều tới Bộ Chỉ huy Chiến khu phía Đông của Trung Quốc, đơn vị chịu trách nhiệm về các hoạt động quanh đảo Đài Loan và nhóm đảo Senkaku, Điếu Ngư, tranh chấp với Nhật Bản. Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Đại tướng Kennedy Winsback hồi tháng 3 cho biết tiêm kích F-35 của nước này từng chạm trán G-20 Biển Hoa Đông, song không tiết lộ thời điểm và địa điểm cụ thể. Ngoài việc đưa tiêm kích tới eo biển Đài Loan, Trung Quốc trước đó đã mở rộng các căn cứ tàu ngầm trên biển và đẩy mạnh năng lực chống ngầm cho các thiết bị này. Theo đó, trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa công bố hình ảnh máy bay săn ngầm thuộc dòng Thiểm Tây Y-8 tham gia cuộc tập trận diễn ra hồi giữa tháng 9. Nội dung công bố không nêu rõ vị trí của tập trận, nhưng cho biết máy bay tham gia tập trận thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Quân đội Trung Quốc PLA. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ vốn phụ trách các hoạt động của PLA ở Biển Đông. Thực tế, hồi tháng 5, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng thông tin PLA đang nối lại các hoạt động của máy bay săn ngầm Thiểm Tây Y-8 ở khu vực Biển Đông. Những động thái này được đánh giá là Trung Quốc đang tăng cường khả năng kiểm soát hoạt động của tàu ngầm ở vùng biển này. Trong khi đó, PLA cũng đang ra sức tăng cường hoạt động của tàu ngầm ở Biển Đông. Trước đó, tờ South Morning Post dẫn các hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây cho thấy Trung Quốc đã mở rộng căn cứ quân sự Du Lâm ở tỉnh Hải Nam. Theo đó, hai cầu tàu mới dài khoảng 240 m đang được xây dựng tại căn cứ Du Lâm và quá trình xây dựng được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 7 vừa qua. Tờ báo dẫn lời nhà phân tích quân sự Chu Thần Minh ở Bắc Kinh cho rằng Với việc bổ sung thêm 2 cầu tàu mới, Du Lâm sẽ được dùng để triển khai các loại tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân là Type-094 và Type-093. Trong đó, tàu Type-094 có thể phóng tên lửa đạn đạo và được xem như một phương tiện răn đe hạt nhân của Bắc Kinh. Trước đó, tờ South Morning Post cũng đã đưa tin Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công công nghệ liên lạc dưới nước ở Biển Đông, cho phép tàu ngầm và thiết bị không người lái duy trì liên lạc trên diện tích hơn 30.000 km2. Cuộc thử nghiệm diễn ra tại khu vực biển sâu 3.800m, nằm giữa quần đảo Đông Sa Patrat, hiện do Đài Loan kiểm soát, và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trả lời phóng viên về diễn biến, tiến sĩ Santanugao, Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ nhận định, khi xây dựng thành công một hệ thống liên lạc dưới nước hiệu quả, Trung Quốc có thể che giấu tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo ở Biển Đông. Không dừng lại ở đó, tờ South Morning Post cũng thông tin Trung Quốc đang xúc tiến kế hoạch phát triển căn cứ trong biển sâu ở Biển Đông để cập cảng nạp năng lượng cho các thiết bị lặn không người lái UUV, tạm hiểu như một dạng tàu ngầm không người lái, và dự kiến đi vào hoạt động trong vài năm tới. Kèm theo đó, Bắc Kinh cũng đã phát triển khí tài thông minh có thể được triển khai trong lòng biển để sẵn sàng tham chiến bất ngờ. Thực tế, việc tăng cường năng lực hoạt động của tàu ngầm ở Biển Đông đã được Trung Quốc triển khai theo một lộ trình lâu dài, nhiều tầng bước. Hồi tháng 9 năm 2019, Cục Nam Hải thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết đã triển khai mạng lưới thiết bị bay không người lái UAV ở Biển Đông để theo dõi, giám sát những thực thể vào vùng biển xa bờ. Trả lời xung quanh diễn biến này, khi đó, Phó giáo sư Stephen Robert, Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật, lo ngại UAV có thể giúp Trung Quốc thu thập các thông tin về địa hình trong lòng biển, độ sâu, dòng chảy. Đó là những cơ sở quan trọng để Bắc Kinh triển khai các phương tiện, thiết bị dưới mặt nước để kiểm soát khu vực. Qua đó, Trung Quốc có thể triển khai và đẩy mạnh hoạt động tàu ngầm, ông Nagi đặt vấn đề. Kèm theo đó, Bắc Kinh cũng công bố nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học về Hải Dương ở Biển Đông, mà giới thiệu chuyên gia cảnh báo là nhằm hỗ trợ thông tin về hoạt động tàu ngầm. Phản ứng trước những động thái mang tính âm mưu quân sự đe dọa đến tình hình Biển Đông, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chỉ trích các hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan trong thời gian qua, cáo buộc đây là cách hành xử cưỡng ép và đe dọa. Theo đó, Phó Tổng thống Harris đã chỉ trích các hành động đáng lo ngại của Trung Quốc trong bài phát biểu trước các quân nhân Mỹ đồn trú tại Nhật Bản và cho rằng Trung Quốc đang làm ảnh hưởng tới các yếu tố quan trọng của trật tự quốc tế. Dựa trên luật lệ, Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế của mình để cưỡng ép và đe dọa các nước láng giềng, và chúng tôi đã chứng kiến những hành vi đáng lo ngại ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, và gần đây nhất là những hành động khiêu khích trên eo biển Đài Loan, bà Harris cáo buộc. Từ trước đến nay, Mỹ vẫn luôn tuyên bố ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc, nhưng cũng cung cấp cho Đài Loan những công cụ để tự phòng vệ. Trong khi đó, Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan vào tháng trước, Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận lớn chưa từng có quanh hòn đảo này. Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ có hành vi khiêu khích và vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc, điều mà Washington bác bỏ. Bà Harris tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại khu vực mà không nao núng và không sợ hãi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối bất cứ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng, và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ khả năng tự vệ của Đài Loan, nhất quán với chính sách lâu dài của chúng tôi. Đài Loan đóng góp vào lợi ích toàn cầu, từ công nghệ đến y tế và hơn thế nữa, và Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ phi chính thức với hòn đảo, Phó Tổng thống Mỹ cho biết. Giới quan sát nhận định chuyến công du châu Á của bà Harris tới Nhật Bản và Hàn Quốc được xem là phát đi tín hiệu bảo đảm tới các đồng minh và răn đe các động thái làm leo thang căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, những tuyên bố chỉ trích của bà Harris cũng có thể làm thay đổi ý định mở rộng tiềm lực quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông, khi Bắc Kinh đã tiến hành quá trình này từ khá lâu để tạo tiền đề cho sự hiện diện của mình trong khu vực. Và nếu muốn kìm hãm ý chí này của Trung Quốc, có lẽ không chỉ Mỹ và các nước lớn khác trong khu vực cũng sẽ cần đau đầu để suy nghĩ, đưa ra những quyết định phù hợp nhất để vừa tránh kích hoạt xung đột cũng như khống chế được phần nào mục đích của Bắc Kinh.